Trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Đức mà ý nghĩa quyết định tấm vé duy nhất vào vòng chung kết UEFA Nations League tại bảng A4. Nếu như đội khách chỉ cần kết quả hòa là giữ được ngôi nhất bảng, thì đội chủ nhà buộc phải giành chiến thắng. Ở trận lượt đi trên đất Đức, Tây Ban Nha phải nhờ tới những phút cuối cùng mới có được kết quả hòa 1-1. Nhưng lần này, thầy trò huấn luyện Luis Enrique đã tạo nên một set tennis tại Sevilla. Alvaro Morata khởi đầu cho chiến thắng tương mừng trước Tây Ban Nha bằng mở tỷ số phút thứ 17. Tiền đạo đã khoác áo Juventus bật cao đánh đầu thủng lưới Manuel Neuer sau quả đá phạt góc của Fabian Ruiz. Đức rơi vào cảnh vỡ trận khi liên tiếp để thủng lưới hai bàn trong vòng 5 phút từ phút 33 đến phút 38. Ferran Torres nhân đôi cách biệt với cú sút bồi sau khi Alvaro Morata đánh đầu dội sáng ngang. Rory nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha với pha không chiến điệu nghệ trong tình huống đá phạt góc. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ cuộc chơi, còn Đức thể hiện bộ mặt bạc nhược. Ferran Torres đã thi đấu thăng hoa rực rỡ khi ghi thêm hai bàn thắng nữa ở các phút thứ 55 và 71, qua đó hoàn tất cú hat-trick của mình vào lưới của Manuel Neuer. Chiến thắng 6-0 của Tây Ban Nha được ấn định ở phút 89 với pha lập công của Mikel Oyarzabal. Thua 0-6 trước Tây Ban Nha là thất bại nặng nề nhất của Đức sau 89 năm. Lần gần nhất quốc xê tăng bị hàng nhục như vậy là vào tháng 5 năm 1931 khi họ để áo vùi dập với tỷ số tương tự trong trận giao hữu tại Berlin. Đáng buồn hơn, đây chính là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử của bóng đá Đức nếu chỉ tính trong các trận đấu chính thức. Ở các trận đấu còn lại diễn ra sáng nay, Croatia thất bại 2-3 trước Bồ Đào Nha, Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Thụy Điển để ghi tên mình vào chơi ở vòng chung kết UEFA Nations League mùa giải 2020-2021.